Năm 2020 chứng kiến sự lớn mạnh của làng giải trí livestream bán hàng. Các ngôi sao nổi tiếng đã chuyển hướng vào lĩnh vực này, bao gồm những MC nổi tiếng như Lưu Tường, Uông Hàm và các người nổi tiếng khác như Liêu Đào và Lâm Y Luân. Tuy nhiên, 3 năm sau đó, ngôi sao đã thấy những thay đổi đáng kể trong sự nghiệp của họ trên con đường livestream bán hàng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do nhiều người nổi tiếng đã thất bại trong việc quảng bá sản phẩm hoặc không đạt được sự thành công mong muốn trong livestream bán hàng, dẫn đến giảm thu nhập của họ. Trước đây, họ có thể dễ dàng thu hút lượng người xem lớn nhờ tên tuổi nổi tiếng, nhưng giờ đây, họ đã phải rút lui hoặc tìm các cách khác để kiếm tiền. Mặt khác, nhiều ngôi sao giải trí cũng không thiếu việc làm khác ngoài lĩnh vực livestream. Họ có cơ hội đóng phim, tham gia truyền hình, biểu diễn và thậm chí có thể sắp xếp thời gian theo nhu cầu của họ. Do đó, việc phải đầu tư nhiều thời gian và công sức vào livestream bán hàng không còn là lựa chọn hàng đầu của họ. Năm 2019, ngành thương mại điện tử livestream đang trên đà phát triển mạnh mẽ với các nền tảng như Taobao, Douyin và Kuaishou đã xây dựng chiến lược riêng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn và những người nắm trong tay nhiều ngôi sao có ưu thế. Trong bối cảnh dịch bệnh năm 2020, một số ngôi sao lớn trong lĩnh vực livestream bán hàng đã tìm cách tận dụng cơ hội này và kiếm được nhiều tiền. Tóm lại, năm 2020 đã đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong lĩnh vực livestream bán hàng cho các ngôi sao giải trí. Những thách thức và cơ hội đang chờ đón họ trong những năm tiếp theo. Liêu Đào, người từng tham gia Taobao vào năm 2020 và là một trong những ngôi sao livestream bán hàng nổi tiếng, đã có lần đầu tiên GMV, tổng doanh số bán hàng, vượt quá 148 triệu NDT. Cô đã kiếm được 200 đến 300 triệu NDT qua 2 năm hoạt động trên Taobao Live. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, tình trạng hoạt động của công ty Hogos Zebra Film Co. Ltd. mà Liêu Đào nắm giữ 80% cổ phần đã chuyển từ tiếp tục sang bị hủy. Công ty này cung cấp các dịch vụ cá nhân phát sóng trực tiếp trên Internet và tài khoản livestream của Liêu Đào hiện không hoạt động. Theo một nhà điều hành nền tảng thương mại điện tử, thu nhập từ livestream bán hàng của người nổi tiếng chủ yếu bao gồm phí và hoa hồng, với mức phí khoảng 30.000 đến 100.000 NDT tùy thuộc vào thời lượng phát sóng và tỷ lệ hoa hồng là 10% đến 20% của GMV. Hợp đồng hợp tác giữa Liêu Đào và Taobao có thời hạn hàng năm. Mặc dù một số ngôi sao đã rút lui khỏi livestream bán hàng, nhưng hầu hết họ vẫn đối mặt với áp lực phải thúc đẩy và quảng bá sản phẩm. Các trường hợp như Thích Vi, Lâu Nghệ Tiêu, Thần Diệc Nho và Liêu Đào đã từng phải đối mặt với chỉ trích và tranh cãi trong quá trình livestream bán hàng. Các việc làm sai sự thật và bán hàng giả đã gây hại cho uy tín của họ và ảnh hưởng đến hình ảnh trước công chúng. Dẫu có nhiều lý do khác nhau, việc rút lui khỏi lĩnh vực livestream bán hàng có thể là một quyết định được lựa chọn để bảo vệ hình ảnh cá nhân và sự nghiệp.